Rồi, Di Cô Gái chào lại toàn thể quý anh em đam mê quay trở lại kênh YouTube Di Cô Gái Malaysia nha anh em. Thì cái kênh của mình là chuyên về cô gái Malaysia, từ chim non cho tới chim mồi và chim tập sự, hàng tơ nha anh em. Thì anh em nào mà có quan tâm tới trại mình á, thì anh em alo cho mình nha. Bên mình là cung cấp mọi lứa tuổi nha anh em. Anh em cần 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng gì cũng có nha. Thì hôm nay mình mới bắt, mới tách ra bố mẹ được vài cặp chim non tầm 1 tháng cho tới 1 tháng 10 ngày. Thì mình quay cho anh em mình tham khảo nha. Thì trong thời gian qua là trại của mình ra chim rất là nhiều nha anh em, rất là nhiều và rất là lẹ nha. Thì cũng có nhiều anh em mà xem clip đó, chưa có sở hữu được chim bên mình đó, thì anh em thông cảm chờ những clip sau dùm nha. Vì mình lên những con chim có nhiều anh em mình bán lâu rồi mà nhiều anh em vẫn còn hỏi á, nên hôm nay mình tiếp tục mình lên chim non cho anh em mình tham khảo. Trong đây là 4 cặp chim riêng nha anh em, 1 tháng có, 1 tháng 10 ngày có nha. Thì mình quay cho anh em mình tham khảo vậy thôi, chứ anh em không có biết nhìn, không có biết cặp nào là cặp nào, thì mình có làm dấu trong đây hết. Nếu như anh em mà quan tâm tin tưởng thì anh em kết bạn với mình, mình sẽ gửi clip con chim cha chim mẹ qua cho anh em mình tham khảo và gửi từng cặp, mình bắt cặp nó ra mình quay cụ thể gửi cho anh em mình mới dễ phân biệt được nha anh em. Thì trại của mình nó là ở Cà Lậy Tiền Giang, quý anh em nào có ở gần thì đến giao lưu vẫn được nha anh em. Thì cũng có nhiều anh em ở các vùng miền thì cũng lại đây cũng tham khảo và tham quan rồi đó, chứ không phải là mình nói là nói không đâu nha. Tại nhiều anh em lại cũng xem chim lọc và xem cách của mình sinh sản như thế nào đó anh em. Thì chim non bên mình bán là mình sẽ bảo hành cho anh em chuẩn dòng chim Malay, chuẩn dòng chim Malay bố mẹ là chim nhập nha anh em. Anh em không tin thì anh em cứ tới trại của mình nha, anh em xem những con chim cha con chim mẹ là anh em thấy là anh em là kết những dòng chim non liền nha. Bởi vì là mình khi là mình quay lên đây vậy mình không có gắn cái clip con cha con mẹ nó vô được, bởi vì cái clip con cha con mẹ nó mình đã đăng lên YouTube rồi nha anh em, mình đăng lên YouTube rồi, mình đã xóa rồi nên mình không có chèn vô đây cho anh em xem được nha. Khi anh em kết bạn với mình sẽ gửi qua cho anh em cái đường link đó, cho anh em xem trên YouTube nha. Thì tình trạng 4 cặp chim này là không có tật lỗi gì hết, hình hài tướng tá rất là đẹp, rất là ok nha anh em. Chim thì mình có làm dấu cặp nào ra cặp đó hết rồi. Thì mình quay sơ sơ như vậy, thì anh em nào có quan tâm thì anh em cứ alo cho mình sẽ quay cụ thể từ con cho anh em mình tham khảo nha. Chứ giờ mình nói chung chung như vậy thì anh em mình cũng không có biết cặp nào là cặp nào đâu. Thì chim tầm 1 tháng tuổi như vậy là bên trại mình giao lưu anh em giá là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu là mình bao cho anh em một trống một máy, bao chuẩn hàng chim Mã Lai, sau này có bài lối cho anh em nha, nên anh em cứ yên tâm về mấy cái vấn đề đó nha. Những dòng chim này trong đây là bố mẹ đều là cứng gù nha anh em, cứng gù. Dòng chim của mình chọn là anh em yên tâm nha. Mình là cái dân chơi từ chim Việt chơi qua tới chim Mã Lai mà mình không có cản con chim mà nó yếu gù hay gì đâu. Đa phần là nó cứng gù nha. Thì nhiều anh em ở vòng vòng ở khu vực ở đây chơi thì cũng biết tính mình rồi mà. Tính của mình chơi là rất là kỹ nha anh em. Mình không có chọn cái dòng giống bậy bạ mà đem đi ghép đẻ giống như nhiều cái trại khác đâu, nên anh em cứ yên tâm nha. Chim của mình thì nói chung lại cũng có số lượng thôi nha anh em, chứ không phải là đại trà đâu. Bởi vì mình chọn giống rất là kỹ nha, khó được một con vừa ý mà để cản lắm nha anh em. Thì những cái cặp chim này là mình bán cũng lâu rồi, những cặp anh của nó mình cũng có bán cho nhiều anh em, phục vụ nhiều anh em mấy lâu nay rồi. Thì cái hàng này anh em đã chơi qua hết rồi nha anh em. Thì nói chung lại là ổn định, chất lượng là ổn định hết nha anh em. Thì nói đi cũng phải nói lại nha, thì nói chung lại chim non thì nó cũng có cặp hay cặp dở, chứ không phải là cặp nào nó cũng hay kho hết. Nhưng mà mấy cặp dở là như là ví dụ chim không có bài bản gì hết á, hoặc là chim nuôi đúng tháng 8 tháng 10 tháng mà nó không chơi là mình vẫn bù chim cho anh em nha.
Mình nói ở đây là cũng có nhiều anh em trên Facebook đó, anh em cũng biết mình đó. Mình nói sao mình sẽ thực hiện giống vậy nha anh em, chứ không phải mình lên đây mà mình nói đùa nói đại đâu. Thì bên mình đó là ngoài cung cấp chim non ra là mình cũng có bán giò bẫy nha, với lại dây xích mồi trần Malai. Anh em nào có cần thì alo cho mình nha. Còn những cặp, ngoài những cặp chim non này ra, mình cũng vẫn còn mấy con chim tơ tập sự dòng siêu gù nha anh em. Quý anh em nào mà có quan tâm tới cái trại mình thì anh em alo cho mình nha. Cái số điện thoại trên màn hình đó là số Zalo, cũng là số trực tiếp của mình luôn nha anh em. Chim của mình đó là mình quay qua rồi mình không có quay lại nha anh em. Những cặp nào mình quay qua rồi là mình không có quay lại. Anh em chốt được thì anh em chốt, còn anh em chốt không được thì mình để mình chơi nha. Đa phần nhiều khi mấy con trống tơ của mình lên đó, anh em hỏi sao mà ở đâu ra, nói gì, đa phần mấy cái chim đó là mình, đa phần mình lên clip là anh em không chốt là mình để là mình chơi á. Nói chung lại rất là chuẩn dòng nha anh em. Nói chung lại mình đây là đa phần giết, mình bán giết rồi mình toàn nuôi mấy con chim giạc không à. Mấy cái cặp nào mà lên clip xấu nhiều khi anh em không bắt đây vậy đó, chứ nhiều khi mình nuôi sau này nó tốt nha anh em. Những con chim tơ của mình lên đó, thì cũng có một phần là mình lên clip và anh em không chịu chốt quá, anh em chê hình xấu bài xấu gì đó, rồi tới lúc nó thể hiện hết cái bản năng của nó rồi đó thì nhiều anh em lại hỏi trời ơi sao không thấy con chim này em lên clip. Thì bởi vậy nó cũng khó cho mình nha, bởi vì cái môn cu cò này nó cũng khó nha anh em. Thì nói chung lại chơi với nhau thì tin tưởng nhau anh em, chứ nhiều khi anh em nhìn cái bề ngoài và cái hình dạng con chim anh em không có đoán được đâu nha, ăn thua cái chất giọng và cái nguồn gốc bố mẹ của nó nha anh em. Có nhiều cặp mà nói anh em hả, chim non mà nó lai lai chim thái nha, anh em quay lên clip là nhìn anh em mê liền. Tướng cu con á, là ví dụ mấy con chim lai thái cu con hình nó rất là đẹp nha anh em. Anh em để ý thử coi mấy con chim thái á, mà chim non á là hình rất là đẹp, hình tướng bắp chuối quy cường mặt mày rất là đẹp, nhưng mà lớn lên nhiều khi nó ra là con cu lai thái nha. Còn cu mã lai á, là lúc nó còn nhỏ là anh em nhìn nó xấu hơn cái bổn của cu thái nha nè. Mấy con cu thái lai là lúc chim non nó đẹp chim lắm. Thì nhiều anh em chơi lâu năm thì anh em biết à, anh em để ý anh em biết à. Còn trại của mình á, thì anh em nào mà nói cu mà lai cu thái không phải chim nhập đồ á, thì anh em lại đây mình cho anh em đem về luôn. Anh em cứ yên tâm nha. Mình ở thị xã Cà Lậy, Tiền Giang nha anh em. Đó, thì mình lên đây mình nói cũng có rất nhiều anh em đã đến đây rồi, đã tham quan trại của mình rồi nha. Mình bán cái cu gái Malaysia này thì nó cũng 3-4 năm nay rồi, chứ không phải là mình mới cản mình bán đùa bán đại đâu. Nên anh em cái uy tín chất lượng đó thì anh em cứ yên tâm nha. Thì những cặp chim trong đây là 2,5 triệu, có 3 triệu có nha anh em. Anh em nào cần thì anh em kết bạn với mình sẽ gửi từng cặp cho anh em mình tham khảo nha. Trong đây là đồng có, thổ có, rồi đồng pha thổ cũng có nha anh em, tùy theo cái anh em chọn nha. Bố mẹ thổ, bố mẹ đồng cũng có nha. Rồi thì anh em nào mà có quan tâm tin tưởng thì anh em cứ alo cho mình nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn quý anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Anh em theo dõi, anh em nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Để mình ra những cái clip sau có những con chim hay á, thì anh em được thông báo, anh em chốt trước nha. Rồi, mình xin cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.